quý vị ơi, đang ở chùa phải không? Là đang chỗ mà người ta vui chơi á, đây vui lắm, đây là mọi người á. Nói chứ không phải. Chú đâu mà? 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 Đâu mà? Chú đâu mà? Chú đâu mà? Chú thần thánh đây rồi. Chứ thôi tôi phua mà về mà. Nghe chứ tôi phua. Chứ sao ta hay sư? Thảo ta hả? Thảo ta hảo sư. À hảo sư rồi. Hỏi gì hỏi sao ta không có nhớ gì hỏi sao. Sao? Sao bà biết? Đi lâu chi? Cái gì? Bà người Việt hả? Cái gì vậy đó người Việt? Bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay bay. Em cười. Anh Thành ơi. Anh đủ rồi, anh nhiều quá vậy. Nói cảm ơn em, đủ rất nhiều vậy. Cảm ơn em. Đâu đây cho anh thử cái đồ muối coi. Cho chị ơi, phân chỉnh cho hỏi nữa. Có sợ xẻ nè. 6 xu hả, cho 35 đồng. 35 đồng đài là bao nhiêu tiền nhân? Em không biết anh. Ờ, xe xe. Có sợ xe tôi gặp. Vậy rồi đòi cái thay ốm lại. Vậy rồi đòi cái thay ốm lại. Quay hình mà cũng còn xéo khắc nữa. Ăn làm phụ thú thần thánh quý vị ơi, bà nội cha nó cúi thiệt chứ không phải không đâu. Đi xe lai răng mà cái mặt. Thôi nói tiếng Việt cho bà đi cho bớt cực. Nói tiếng Việt cho bớt cực đi. Cái này đây là gì? Cái này ớt mình, cái này ớt mình hả? Hỏi nào ngon nhỏ? Cái này rất cay, cái này cay chứ không cay. Này cay nhiều hả? Trời ơi, thử nha. Thô tô phu. Má ơi, nó thúi sọc trong mũi nè. Mày sao thúi dữ vậy? Mày sao thúi dữ vậy? Nhưng mà ngon. Hú quá. Hú quá. Hú quá. Ôi. Ăn ớt rồi mà bỏ qua. Cái này ăn cay nó ngon. Thôi cay, thúi quá, thúi. Nó thúi quá. Thôi. Mấy mình ăn rồi. Ăn cay. Drop it. Drop it. Nhiêu tiền, nhiêu tiền? Lấy tiền đi. Nhỏ này thiệt. Không à. Lấy tiền đi. Không, em không bỏ lắm đó. Mời hả? Cảm ơn bé. Love you. Cảm ơn bé nhiều. Dễ thương quá. Cảm ơn em nha. I love you. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Nhớ ăn nha. Ngon lắm á. Thiệt. Ngon. Hú lắm.